Vâng, thưa quý vị, sau vụ việc một học sinh trường Gateway bị bỏ quên trên xe bus, những tưởng sẽ có trường hợp tái diễn. Nhưng mà tuy nhiên mới đây thì tại Hà Nội lại diễn ra một vụ việc tương tự khi mà một học sinh lớp 3 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm đã ngủ quên trên xe mà không được nhân viên đón học sinh và lái xe phát hiện. Nhưng may mắn là bé đã tự mở được cửa xe vào lớp. Ngày hôm nay, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật giáo viên phụ trách quản lý học sinh và tài xế vì đã bỏ quên học sinh này trên xe đưa đón. Theo báo cáo của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, khoảng 7 giờ 15 phút sáng ngày 9 tháng 9, tài xế Nguyễn Văn Thảo điều khiển xe ô tô số 38 chở học sinh tại cổng số 4, sau đó lái xe về cổng số 1 của trường để đỗ. Khi học sinh xuống xe thì cô Lưu Thị Quỳnh Nga phụ trách quản lý học sinh xe số 38 và tài xế Thảo chủ quan không kiểm tra đã bỏ sót một học sinh ngủ trên xe. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, học sinh này tỉnh dậy và tự mở cửa xe để đi vào trường từ cổng số 1. Do học sinh vào kịp giờ điểm danh nên giáo viên không phát hiện ra sự việc. Đến cuối ngày học thì nhà trường phát hiện ra sự việc, xác định cô giáo theo xe và tài xế xe số 38 đã bỏ qua bước kiểm tra sau khi học sinh xuống xe theo quy định. Nhà trường đã ra quyết định kỷ luật cô Lưu Thị Quỳnh Nga và tài xế Nguyễn Văn Thảo về vụ việc trên. Về phía học sinh lớp 3, sau sự việc cháu bé chỉ hoảng loạn một chút ban đầu và các tiết học sau đó thì đều bình thường. Cháu bé cho biết do đã được cô giáo hướng dẫn và ở nhà bố mẹ cũng dạy cách thoát hiểm trên ô tô nên khi tỉnh giấc ngủ thì liền làm theo. Lãnh đạo trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng đã trực tiếp liên hệ với gia đình học sinh và xin lỗi sau khi xảy ra vụ việc. Trao đổi với báo chí, trường Đoàn Thị Điểm cũng cho biết thêm trong học kỳ 1 này, nhà trường sẽ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý học sinh nói chung và quản lý hệ thống xe buýt để hoàn thiện quy trình đưa đón học sinh.